cựu trung tá không quân Võ Ý, thì vì lý do sức khỏe họ không có thể nào mà kham nổi một cái cuộc đi bộ như thế này, cho nên họ đã ủy quyền cho anh chị em chúng tôi là Lê Bích Trâm, rồi giáo sư Võ Minh Phượng, rồi lẽ ra có bác sĩ Ngô Bá Định nữa, để mà đến đây cùng với các anh chị em khác. Thì chúng tôi đến đây với tư cách cá nhân thôi, chúng tôi là những cái người hoạt động cộng đồng và cảm thấy bất bình, bởi vì dân biểu Michelle Steele, chúng tôi đã yêu cầu bà phải tháo vỡ những cái tấm bảng quảng cáo tranh cử dùng cờ vàng, bởi vì đó là một cái sự sỉ nhục rất là lớn đối với ngọn cờ thiêng liêng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng bà án binh bất động, đã vậy bà lại còn vu khống vu cáo chụp mũ cho Derek Trần, tức là một người con, người cháu của cộng đồng, tức là người ứng cử viên đang thách thức bà ta, vu cáo cho anh ta một cách vô căn cứ là cộng sản. Đó, những cái mailer mà bà gửi đến cư dân California 45 ghi rõ là Derek Trần đang được hỗ trợ bởi một viên chức của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ là cái điều hoàn toàn sai sự thật, không hề có một cái bằng chứng nào cả. Và như vậy thì một người mà gọi là dùng những cái thủ đoạn dối trá và lại không am hiểu văn hóa cộng đồng chúng ta, bởi vì không hiểu nên mới viết tên lên những cái bảng để mà tranh cử. Hơn nữa, năm xưa bà từng trao bằng tưởng lục cho người cộng sản, tức là ông Tổng lãnh sự Cộng sản Việt Nam Hồ Xuân Sơn vào năm 2016, khi mà bà không cần đến phiếu người Việt, khi còn là giám sát viên quận Cam, thì bà đã sẵn sàng gọi là có một cái quan hệ nồng ấm với Hồ Xuân Sơn. Đó, ca ngợi Hồ Xuân Sơn là đã mang văn hóa Việt Nam hòa nhập vào xã hội Mỹ. Và đó là mục tiêu giao lưu văn hóa của nghị quyết 36 của người Cộng sản. Có thể nói là bà Michelle Siêu đã tiếp tay với Cộng sản Việt Nam để mà làm cái điều này. Thế mà giờ này khi cần phiếu của người Việt thì bà lại quay lại chống cộng cuội và nói đà đạo Cộng sản, rồi lại chụp mũ cho một người thuyền con cháu thuyền nhân tị nạn là anh Derek Trần. Gia đình anh ta mất mát rất nhiều trong những cái chuyến vượt biên. Người cha của anh trong một lần vượt biên đã bị mất người vợ đầu và 4 người con. Đó, mất mát rất là lớn. Cho nên anh không thể nào, không bao giờ chấp nhận Cộng sản được, huống chi là vinh danh người Cộng sản như bà Michelle Siêu từng làm, rồi lại đổ vấy cho người khác. Như vậy thì một vị dân cử dối trá, thân cộng, rồi chồng bà Michelle Siêu, tức là ông Sean Siêu, đã được báo Wall Street Journal tường thuật rằng vào năm 2017, ông này đã mời các đặc vụ Trung Cộng vào để tiếp xúc với giới chức chính phủ Hoa Kỳ để thuyết phục chính phủ Hoa Kỳ là rút lui quân sự khỏi Biển Đông. Đó. Như vậy thì bà đã hoàn toàn im lặng khi mà chồng mình làm cái chuyện này, bởi vì chồng của bà là một người gọi là thành viên cao cấp của Đảng Cộng Hòa, cho nên ông đã gọi là mở đường cho Trung Cộng vào tiếp xúc chính phủ Hoa Kỳ để mà phục vụ cho mục đích bành trướng tại Đông Nam Á của Trung Cộng. Thì bà hoàn toàn im lặng, đồng lõa với chồng trong việc tiếp tay với Trung Cộng. Bà lại tỏ thái độ thân cộng, rồi bây giờ bà dám chụp mũ cho một người con của cộng đồng của chúng tôi là người cộng sản. Như vậy rồi bà vướng rất nhiều tai tiếng tham nhũng nữa. Cái vụ mà giám sát viên Andrew Đỗ bây giờ mà tham nhũng rồi bị nổ tung như vậy thì bà cũng có một phần trách nhiệm, bởi vì khi làm giám sát viên thì bà đã bỏ phiếu để mà loại bỏ những cái quy định về minh bạch chi tiêu COVID-19, cho nên ông Andrew Đỗ mới có cơ hội để mà, tức là hiện giờ thì ông chưa có bị kết án, nhưng mà ông bị cáo buộc là ông đã lạm dụng cái tiền lẽ ra là dùng để mà chăm sóc cho những người cao niên trong cái đại dịch COVID-19. Nhưng mà gia đình Andrew Đỗ đã chia chác nhau để mà gọi là mua 6 căn nhà. Thì cái chuyện tham nhũng lớn như vậy nó chỉ có thể xảy ra khi mà không có những quy định về minh bạch. Thì bà Michelle Steele chính là những cái người mà đã bỏ phiếu để mà loại bỏ cái quy định đó đi. Thì một người gọi là không minh bạch như bà Steele và dùng những cái thủ đoạn để mà chia rẽ cộng đồng, thân cộng, tiếp tay với chồng để mà phục vụ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc thì không thể nào là một người đại diện xứng đáng cho cộng đồng Việt Nam chúng ta được. Và như vậy thì chúng tôi ở đây là để yêu cầu, là để tha thiết kêu gọi quý đồng hương người Việt
chúng ta ở California 45, xin quý vị đừng bỏ phiếu cho Michelle Steele. Xin quý vị tẩy chay Michelle Steele vào ngày 5 tây tháng 11. Quý vị cư dân người Việt ở các thành phố như Fountain Valley, Garden Grove, Westminster, Stanton, Fullerton, đó là những cái thành phố ở trong California 45, xin quý vị tẩy chay Michelle Steele. Xin quý vị đừng bỏ phiếu cho bà ta, bởi vì bà không hề xứng đáng là đại diện cho cộng đồng người gốc Việt của chúng ta đâu. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn chị nhiều, chúc sức khỏe. Đồ ăn thức uống hay là thuốc men mà không có được an toàn đó thì họ làm bẫy đó, thì làm người tiêu thụ bị tai hại. Thì Derek Trần là người bảo vệ cho người tiêu thụ, chống lại những cái tập đoàn to lớn, thì cái đó là cái điều rất là hay. Thứ nhất, thứ hai nữa đó là Derek Trần người Việt Nam ở đây á, gần 50 năm rồi, ok, tới vì năm tới là gần 50 năm rồi mà cộng đồng người Việt Nam ở đây là đông nhất. Mình cũng chưa có một người nào đại diện ở trên Washington DC, thành ra short time it's tới lúc phải có rồi. Mà Derek lại là một người chồng rất là tốt, người cha rất là thương yêu con cái, một người con hiếu đệ, thì nói về gọi là vừa là tài nghĩa là tài thì cũng có rồi, mà tâm tính là rất là hiền lành, thành ra đương nhiên mình ủng hộ. Thứ nhất, thứ hai nữa là Derek á, nói với cộng đồng của mình á, cả có cái buổi họp phải nói rằng là sẽ đưa lên những cái nguyện vọng của người Việt Nam mình ở đây lên trên Washington DC, cái tiếng nói của mình sẽ được thúc đẩy một cách gọi là rõ ràng, thành thật, chứ không phải chỉ nói đường lạm nẻo, nói là chống cộng, nhưng mà cái chống cộng nói thì thiệt ra tới bây giờ mình cũng, nếu mà ở Việt Nam mà người ta được sống một cách gọi là hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc, không có ai phải mơ ước đi ngoại quốc để mà làm dâu, đi ngoại quốc để đi làm lao động, hay là đi có con là muốn đi làm du học sinh ở ngoài. Một cái nước thật sự là xã hội thiên đường thì cũng chả ai chống làm gì, anh công nhận không? Nhưng mà mấy chục năm rồi, càng ngày cái xã hội Việt Nam nó càng tha hóa, cho nên mình ở đây mình chống cộng là chuyện đương nhiên. Thì Derek với lại những cái công đoàn công nghiệp ở Việt Nam chưa có, thì cái tiếng đôi nói cũng giống như là những cái giới truyền thông thông tin ở Việt Nam bây giờ cũng đâu có được đâu. Thì Derek nói là sẽ tranh đấu cho những người ở Việt Nam được phần nào đó cái chút xíu nào đó tự do thật sự hơn, rồi cho người dân ở đây, người ở trong địa hạt 45 này có thể đặt lên những cái nguyện vọng chính đáng cho chính phủ, đối với chính phủ cho Việt Nam, trong khi những cái lúc mà giao tế với nhau là giao thương tác hợp này nọ đại khái vậy. Thành ra mình thấy đó là một điều rất là đáng mừng, đáng tin tưởng. Bà Michelle thì bà lợi dụng cái cờ của mình, chứ bà đâu có tốt lành gì với mình đâu. Bà không hiểu gì hết trơn, bà không hiểu chút xíu. Dạ, thưa chị, một điều cần quan tâm nữa là nói về đảng phái đó, thì bà Michelle Steele là đảng Cộng Hòa và ông luật sư Derek Trần thì đảng Dân Chủ. Mà chị biết rồi, tuy rằng tiểu bang California này đó là ngay tại thủ đô người Việt tị nạn, đa phần người Việt Nam sẽ theo đảng Cộng Hòa. Nhưng mà nhìn chung á, là tiểu bang Cali là màu xanh, là đảng Dân Chủ, thì yếu tố về đảng phái đó có ảnh hưởng gì đến cái sự gọi là tranh cử này đối với ông Derek Trần không ạ? Tôi nghĩ rằng là mình đây là mình người Việt Nam, mình bầu cho người Việt Nam, nói đi nói lại chúng tôi không có quan tâm đến cái người nào. Có một số quý vị ở đây là hồi xưa từng là theo đảng Cộng Hòa hay bây giờ vẫn còn theo đảng Cộng Hòa. Tôi có những người thân á, mà người lớn tuổi đó, nhưng mà họ vẫn muốn có Derek Trần. Thứ nhất, thứ hai, tại vì Derek Trần sẽ đưa lên tiếng nguyện vọng, tiếng nói của người Việt Nam. Thứ hai là bà Michelle rõ ràng bà đã lạm dụng, sỉ nhục cái lá cờ của người tị nạn. Bà không hề là không biết một chút xíu nào về cái chuyện gọi là đau đớn, khổ sở của những người tị nạn cộng sản. Bà không biết gì hết trơn á. Mà bà để cái chữ đả đạo cộng sản ngang ngược lên trên cái lá cờ của mình là một sỉ nhục lớn lao, không, chúng ta không thể chấp nhận được. Nó cho mình thấy bà không biết gì hết trơn, bà coi thường cái cộng đồng của mình. Thứ hai, bà để cái tên của bà lên trên cái cờ, có ai dám làm vậy nào giờ? Không có ai hết. Nếu vậy thì lời sau cùng của chị đối với cử tri, đặc biệt là những người mà chưa biết quyết định để chọn ai, thưa chị? Bây giờ chọn mình chọn người nào mà nói tên tiếng nói của mình, đó là chuyện đương nhiên thôi. Yes.
mình chỉ nói là mình nói đây, mình không nói chuyện đoàn Cộng hòa Dân chủ gì hết trơn á, nhưng mà mình phải nhìn rõ ràng, tại vì ở đây là cái tiểu bang xanh. Nếu mà nói về tổng thống, mình có ảnh hưởng, nhưng nói thật xin lỗi mọi người nha, bây giờ cả tiểu bang, tất cả cộng đồng người trong đây là mà đi bầu cho ông Trump á, thì California cũng là blue. Ok, tại cái số mình nó rất là ít, nhưng về mà với trong cương vị một người dân biểu liên bang như Director thì sẽ có ảnh hưởng rất là lớn. Dạ. Chị cho hỏi câu hỏi là ông đúng ra là ông Đức Trần thì là một người dân biểu uống lại hôm nay mấy năm trước thì một người chưa đang ứng cử ứng cử viên và Michelle Steele là một người dân tử và dân biểu dân liên bang cũng được gần 8 năm nay, bạn cũng trong được trong cương cảnh của nước Mỹ, thì năm nay không phải là mấy năm trước bạn cũng đã xài qua những cái bảo nghĩa như vậy rồi, nhưng mà năm nay lý do nào mà cộng đồng Việt Nam bức xúc lên tiếng mạnh mẽ như vậy? Xin không năm hai năm trước lúc mà bà dùng cái đó để bà đánh ông Jay Chen á, người ta đã lên tiếng rồi, nhưng mà vì Jay Chen á lúc đó rất là không ổng hơi yếu, ổng người Đài Loan thứ nhất, thứ hai nữa đó là cộng đồng mình nó nói thôi một người Đài Loan, một người Korean, một người Hàn, hai người tranh cử với nhau, mình nói vô thì cũng không biết có được gì không, nhưng mà có người đã viết lên trên tờ Việt Báo, tôi còn nhớ, tôi cũng rất là bất mãn, cho nên khi mà thấy cái này nó lại cái mẫn cũ, lại cái bổn cũ soạn lại, thành ra mình rất là bực mình. Mà cái này là đánh vào trong ngay trước mặt của mình đây, vào coi thường đồng hương của mình. Derek là người Việt Nam mà bà chơi vậy là chơi với ai? Derek là người con của người cộng đồng tị nạn mình, mà cái đó là một cái đòn rất là phải nói là hèn hạ. Thành ra xin cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, không có chi. Dạ. Mình đã bị ông cảnh sát trưởng làm tiền 1 triệu, nhưng mà mình chỉ bỏ ra 500 ngàn, mình còn lời được 9 triệu rưỡi. Quý vị thấy không? Một lời nói trơ trẽn mà ông cha Việt Nam Cộng Hòa không biết kẹt cái gì, sợ cái gì mà không dám nói, mà cứ đưa phiếu bầu vắng mặt cho họ, nhất là ông Cường và nhóm họ đi thâu góp, để họ ký tên rồi, ký tên sẵn đưa cho họ phiếu bầu vắng mặt để họ làm chi? Họ điện ai vô? Cho nên bà Michelle mới đắc cử hoài như vậy. Dạ, hỏi chị mặc áo đen kế bên đi ha. Và chị cho biết là chị từ đâu đến đây à? Tôi là anh Trường Phan, phụ tổ nhân chính trị ở Việt Nam. Wow. Tôi xin bổ sung thêm với các anh rằng không phải bây giờ chúng tôi mới đem việc này ra nói. Mà trước khi tôi bị đi tù ở Việt Nam, tôi đã đồng hành với chú Phan Kỳ Nhân phản đối vấn đề này. Và phản đối về cái thái độ mà thân cộng của bà Michelle Siêu. Ngay cái thời điểm đó, lực lượng sinh viên của chúng tôi nỗ lực để đoạt cái giải nét đẹp phương Đông 14 nước châu Á tham dự, mà thống đốc bang Cali trao giải tại thành phố San Diego, thì bả lại vinh danh Hoàng Xuân Sơn đã mang văn hóa Việt Nam đến Mỹ, một cái điều hết sức là lớn mình. Và tụi tôi 7 năm trước đã có buổi biểu tình và lên tiếng phản đối vấn đề đó, nhưng mà thái độ bả là coi thường cộng đồng Việt Nam, coi thường các bác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chẳng những không sửa sai, không xin lỗi, mà hôm nay lại tiếp diện một cuộc không thể chấp nhận được, tự ý viết tên mình lên lá cờ vàng và như cái câu đã đảo cộng sản. Bà muốn ám chỉ ai là cộng sản, trong khi chính bản thân bà là người thân cộng sản, thì bà đừng có nói vì đấu tranh cho tù nhân lương tâm hay vì cái phục vụ cộng đồng Việt Nam gì cả. Lá cờ Việt Nam thiêng liêng của chúng tôi là chỉ để vinh danh và tôn thờ, chứ không phải để bất cứ một cá nhân nào lạm dụng để mưu cầu quyền lợi chính trị cho mình. Cho nên chúng tôi có mặt để phản đối cái sự việc đó. Và tôi yêu cầu bà phải có một lời xin lỗi với những người trưởng thượng ở đây, việc làm sai trái của bà, chỉ thế thôi. Còn nói về tù nhân lương tâm, bà nói bà đấu tranh cho tù nhân lương tâm. Tôi đi tù ngay thời điểm ông Trump đăng quang tổng thống, nhưng mà tiếng nói của gia đình tôi yêu cầu dân biểu ở đây chưa ai cho tôi một chữ ký để can thiệp chính quyền Việt Nam cho tôi về nước, trong khi tôi là một công dân Mỹ. Rồi á, bà bơ đi, email gia đình tôi gửi đến không trả lời, và không, gần như là không có sự quan tâm gì hết. Cho đến thời Biden lên thì 25 ông dân biểu trong Quốc hội Hoa Kỳ mới vào cuộc can thiệp cho tôi về, đích thân bà Kamala Harris qua
để đối đầu với Việt Nam để can thiệp cho tôi ra về lại nước mình. Tôi cảm ơn cô này, có duyên may gặp cổ đây để cổ dìu tôi đi để tôi khỏi té á. Trong cái việc đi là té lên rất là cảm động khi cái hình ảnh bác 92 tuổi rồi bác đi cấp cứu bịch thuốc còn cách đây mà bác đi không nổi mà bác vẫn còn cái nhiệt huyết để nói lên cái tiếng nói chính nghĩa ngày hôm nay. Cho nên tôi sẽ hỗ trợ bác để đưa bác đi. Vấn đề nữa là hồi nãy chị nhắc là trong quá khứ bà Vincent Steel đã từng kinh doanh với ông Hồ Xuân Sơn, một cán bộ của tổng lãnh sự. Dạ vâng. Tuy nhiên thì bản biểu ngữ của bà năm nay đó là bỏ phiếu cho ông Vincent Steel và chữ đã ra cộng sản thì đâu đó là nói lên cái tiếng nói của người dân Việt Nam ở đây cho chị. Không, đó là cá nhân bà lạm dụng cái lá cờ vàng để mưu đồ chính trị cho bà. Vì rồi bà đắc cử, bây giờ bà làm vậy để trái đắc cử cái trò này nhiều lần những rồi. Nhóm mai gia chính trị. Vừa rồi bà cũng đã dùng cái thủ đoạn này với lại em Gen J là tình báo cộng sản. Rồi bây giờ bà tính dở cái trò thủ đoạn này với Đinh Đức Trần. Bà chụp mũi Đinh Đức Trần là được bảo trợ bởi một người cộng sản, yêu cầu bà đưa ra bằng chứng. Chúng tôi không đồng ý bà sử dụng lá cờ vàng để tên bà lên đó. Bà không có tư cách và không đủ tư cách để làm việc đó. Và bà phải xin lỗi cộng đồng người Việt tị nạn ở đây vì bà đã vi phạm cái lá cờ thiêng liêng của chúng tôi. Tôi không chấp nhận chuyện đó. Một điều nữa là trong những cái bản đây anh thấy có chữ là nói là nhưng mà sang Steel vì bà không ủng hộ cho cái việc đòi nhà cầm quyền để mà đền bù cho những nạn nhân của Formosa đó thì chị đúng vậy. Đúng vậy, tại vì bà là một hành viên trong việc chấp nhận nhưng mà sang Steel Michelle Steel lie Michelle Steel lie bà để ở đâu bà vì ai mà bà nói vì cộng đồng, bà phục vụ cộng đồng mà bà nhẫn tâm, bà nhìn những người nạn nhân phục mô sa quằn quại bên Việt Nam, họ không được đền bù thỏa đáng và họ đã bị bắt giam khi phản đối đòi bồi thường. Thì bà tự vấn lương tâm bà đi, bà nói một đường, bà làm một nẻo, tất cả những việc bà nói bà đều không có làm. Dạ thưa chị, với cái chức vụ mà bà đang mua hiện tại bây giờ, đó là của bà, đó là ông Đinh Đức Trần, một người quân nhân, người cựu quân nhân thì phải, và cũng là một luật sư nữa. Thì chị nghĩ về ông Đinh Đức Trần ạ? Tôi thì đối với bản thân tôi là từ trước đến giờ tôi bảo trợ cho giới trẻ. Cái quá trình tranh đấu của tôi không dính một cái đảng phái nào, mà tôi chỉ luôn luôn hỗ trợ cho giới trẻ để bảo tồn văn hóa lịch sử Việt Nam. Và những cái hình ảnh mà bên cộng sản tung ra để buộc tội tôi là những người đánh đấu. Không có hình ảnh tôi đứng đâu, tôi chống cộng, tôi la làng, la xóm, cầm cờ, biểu ngữ hay cái gì đó. Nhưng mà bên này làm ngơ, không can thiệp cái chuyện đó. Cho nên bây giờ đối với tôi, Derek là một người trẻ, một người Mỹ gốc Việt, một người trưởng thành trong quân đội, thay mặt Việt Nam để trả ơn nước Mỹ và phục vụ nước Mỹ. Hết 20 năm phục vụ, anh là một luật sư bảo vệ cho người dân. Anh muốn có cái trong giới Hoa Kỳ để binh vực lợi cho người Việt Nam nói riêng và trong cả. Với lại tôi không xin hậu vệ gì nào cũng. Thành ra tôi hoàn toàn ủng hộ Đinh Đức Trần và tôi tin tưởng em có khả năng lắng nghe và thấu hiểu người Việt Nam hơn bà Michelle Thiel. Bằng chứng là từ cái ngày tôi ra tù đến giờ là ngày 24 tháng 8 2021, chưa có một vị dân biểu nào đến hỏi thăm tôi cả. Chưa có một người nào mà tạo điều kiện cho tôi nói được cái nỗi oan ức cái bức xúc của tôi khi bị đi tù cả. Nhưng mà Derek Trần đã rất nhiều lần ngồi lắng nghe tôi và vừa rồi tiếp xúc với bà Catherine để nghe tôi giải bài những cái gì mà oan ức và những người oan ức còn nằm lại ở trong tù đang chờ họ giúp đỡ. Không, chúng tôi hoàn toàn là những người trí thức và những người chính nghĩa từ trước đến giờ có tiếng nói chung và thấy cái việc này không có thể nào mà chấp nhận và nhận được nữa. Chúng tôi phải lên tiếng thôi. Chúng tôi hoàn toàn độc lập, không có trong một cái tổ chức từ trước đến giờ và cũng không phải ủng hộ hay là quảng cáo gì cho Đinh Đức Trần cả, mà cái nhìn của tôi là cái nhìn bằng một cái sự thật tiếp xúc và lắng nghe đối với cộng đồng. Còn đối với bà Michelle Thiel thì quá rõ ràng rồi, 7 năm qua bà đâu có sửa sai, bà đâu có coi cộng đồng Việt Nam ra cái gì. Bây giờ nhìn sao những cái bác lớn tuổi như bác Phan Kỳ Nhân, ngày hôm kia bác té khuỵu xuống sức khỏe, hôm nay bác không đi được, bác phải ở nhà và
mà bắt nhờ tôi thay mặt bắt nói lên những cái điều mà mình đã làm phản đối với bà 7 năm về trước để yêu cầu bà nên suy nghĩ lại và xin lỗi cộng đồng. Tôi cũng cảm ơn bà đã làm những việc khác, cũng có một số việc bà làm được cho cộng đồng. Xin nước Mỹ hãy lên đường. Cái quá trình bà nói là cái đã đảo ai đánh cái đảo cũng sao hết. Điều cuối cùng nữa là như thế là nơi đây đó. Cái bản này ra mình cái dân cư mình đang làm phải nhìn kỹ đi sao mà. Ông Lê Đức Trần đó mình là để cho làm cái việc cho cộng đồng. Cái yếu tố nó phải cho ảnh hưởng gì cho cái đó là mình đang. Tất cả những người mà của chúng tôi có mặt hôm nay hoàn toàn không đưa việc đảng phái ra làm mục tiêu và không phân biệt đảng phái. Bằng chứng là bác là người của Cộng Hòa, tôi là Cộng Hòa, Cộng Hòa. Nhưng mà bác muốn nói lên cái chính nghĩa đó, chứng tỏ chúng tôi không phân biệt đảng phái và không vì đảng phái mà binh vực hay là vận động gì cho đến rằng cả. Mà chúng tôi chỉ muốn nói lên cái tiếng nói trung thực của một người tị nạn Cộng sản bị bà Michelle Thieu lạm dụng cờ bạc. Vậy thôi. Chúng ta đang có cơ hội là một người Việt đại diện đầu tiên tại liên bang, đó là luật sư Lê Đức Trần. Và nếu trong cơ hội này vượt qua thì có, bác có nghĩ là tại vì cộng đồng người Việt Nam ta cũng đã có tâm lý làm nô bộc quá nhiều cho giống như 1.000 năm nô lệ của bắt đầu á, thì cái tâm lý nó quá lớn, họ muốn một người không phải người Việt hay không bác? À, đúng như vậy. Chúng ta có một cái đảng Cộng Hòa ở đây mà chỉ phục vụ cho đảng Cộng Hòa. Nhưng mà tôi và cái bà, ông phó tổng thống Cheney với lại con gái của ông cũng như con cái ông mà luật sư của ông Trump mà thị trưởng New York đó, chúng tôi Cộng Hòa nhưng mà không phục vụ cho đảng Cộng Hòa mà phục vụ cho nước Mỹ, là vì nước Mỹ cu mang chúng tôi. Chúng tôi là US citizenship, chúng tôi phải làm bổn phận đó. Và tôi khuyên những người đừng lợi dụng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Các quân nhân, quân lực nhân dân và mặc sắc phục rất oai hùng ra biểu tình. Nhưng mà tại sao mà Tạ Đức Trí tặng cái bằng khen cho cô Ngô Thanh Dân, mời tới văn phòng thị trưởng vứt bà nó cái cờ Việt Nam Cộng Hòa vô thùng rác, không ai dám ra biểu tình mà còn phải nộp phiếu bầu vắng mặt để cho Tạ Đức Trí đắc cử hoài. Tại sao? Tại sao? Tôi hỏi dấu hiệu tại sao? Quý vị kẹt cái gì? Sợ cái gì mà quý vị cứ trao phiếu vắng mặt hoài? Bằng cớ là họ lên tiếng, mỗi lần bầu cử là họ cho ông Cường với phe nhóm tới tận nhà thâu phiếu bầu mà. Họ nói chứ không phải tôi nói. Tôi kỳ này nhất định nếu mà đi tới Trần không đắc cử là ông cha Việt Nam Cộng Hòa chui xuống gầm giường trốn hết đi. Xin cảm ơn và xin hết. Câu hỏi cuối thưa ông. Rồi hả? Được. Mà bị sao theo 8 năm nay được cộng đồng cũng ủng hộ lắm. Năm nay cộng đồng mặt mẽ lên tiếng như vậy thì xin mời ông là lý do như thế nào? Mấy năm trước tôi cũng lên tiếng nhưng mà không có được các cơ quan truyền thông ủng hộ cho nên tiếng nói nó không đi xa. Năm nay cảm ơn truyền thông, cảm ơn các vị truyền thông YouTube là những người trẻ. Tuổi trẻ là gì? Là niềm tin yêu tự hào của dân tộc Mỹ và dân tộc Việt Nam khắp nơi thế giới. Các bạn đã đưa tin một cách trung thực, chính xác, không phách niêu, không phe nhóm. Cho nên chúng tôi mới can đảm nói lên hết những cái điều mà không ai dám nói. Bảo đảm quý vị lít trên Sài Gòn không có người thứ nhì dám nói như tôi. Xin cảm ơn. Xin chúc bác sức khỏe. Cảm ơn.